Cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con mới vừa tách được một cái cây của cây giá hạt. Và giá hạt này là giá hạt rừng. Và cái mặt hoa này là mặt hoa mũi trắng nha cô chú. Và cánh là cánh ám rất là đẹp. Giá hạt rừng mặt hoa là mũi trắng cánh ám rất là đẹp nha cô chú. Và hai con mắt của nó cực kỳ gọn luôn. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con hồi sáng này cũng mới vừa tách được một cây ha. Và cũng đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Con cũng đã có kẹp cái sư dừa nó ở trên cái mặt á. Thì bây giờ đống đã bắt đầu bám rễ vào cái sư dừa rồi, thì việc mình về mình trồng lại thôi ha. Cây là cực kỳ khỏe, rất là lực nha cô chú. Và giá tiền của cây này thì bên con đang bán ra với giá là 700 nghìn, chỉ có đúng một cây nhất thôi. Cây này là cây cánh ám mà mũi của nó là mũi trắng nha cô chú, nó cũng không có nhiều thị trường nào, rất là đẹp à, mặt hoa cực kỳ sắc nét, rất là đẹp nha cô chú. Cánh ám mũi trắng đúng duy nhất một cây thôi đây. Và cái cây này của con thì đã bắt đầu nhú rễ đó nè, đã bám vào cái giá thể này nè. Mình về cho việc mình tách nhẹ ra và mình trồng lại thôi cô chú, chỉ có đúng duy nhất một kỳ thôi. Và cái kỳ này thì nó đang tầm khoảng có 7 sen, 7 tới 10 sen ha. Đó. Ở trên cái đầu ngọn thì vẫn còn mắt thôi, chứ thể mình về mình kích mắt thêm ha cô chú. Và giá tiền của kỳ này thì bên hàng bên con đang bán ra là 700 nghìn. Và đây là giá hạt rừng nha cô chú, 5 cánh ám mũi trắng đó. Đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi nè đó. Và kỳ này vẫn còn đang đi ngọn rất là lực nha cô chú. Giá tiền của cây này là 700 nghìn, chưa đúng một cây nhất thôi à, rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cái mặt hoa là hàng chuẩn hoa nha cô chú. Đây là cây 5 cánh ám mũi trắng rất là đẹp.